tên hung thủ này ở tàu điện ngầm đang liều mạng chạy trốn. Phía sau anh ta có một đám nhân viên tìm kiếm đặc biệt đang đuổi theo sát phía sau lưng anh. Khi bọn họ chuẩn bị bắt được hung thủ thì thời gian đột nhiên ngừng lại, thời gian đảo ngược, hung thủ lại quay trở lại 5 phút trước khi đang ở trên tàu điện. Anh lại giống như khi nãy đi đến cửa của tàu điện ngầm. Khi anh phát hiện ra có điều bất thường quay đầu lại thì đột nhiên nhìn thấy bóng ma kỳ lạ đó. Anh biết bóng ma bí ẩn đã nhiều lần cứu anh trong lúc nguy cấp, vậy nên anh không hề đề phòng mà đi theo nó. Sau đó, mà hung thủ cứ đi theo bóng ma đến một đường hầm, cứ đi mãi như thế, một cánh cửa sắt từ trên trời rơi xuống. Đợi anh quay đầu lại mới phát hiện, bóng ma ấy đã nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài cửa sắt, mà một bên khác, đội trưởng đội tìm kiếm đang bị cục trưởng mắng mỏ, bởi vì không bắt được bóng ma còn khiến cho hung thủ chạy mất. Chuyện này khiến cho ông mất mặt vô cùng. Lần này được cấp dưới báo cáo lại là có một nhân viên của đội tìm kiếm đặc biệt đã gặp nạn, vậy nên bọn họ đi đến hiện trường xảy ra vụ án, phát hiện bà chủ quán ăn cũng bị hung thủ giết chết. Khi bọn họ chuẩn bị đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thì lúc này thám tử Sebaeok cũng đến hiện trường xảy ra vụ án. Cô muốn đi vào nhìn bà chủ quán một cái, nhưng đội tìm kiếm đặc biệt cản cô lại. Cô muốn giả danh con gái của bà chủ để vào trong kiểm tra tình hình. Đội trưởng đội tìm kiếm đặc biệt đã vạch trần lời nói dối của cô, bởi vì anh ta nhìn thấy logo của thám tử dán ở trên xe Sebaeok và đưa Sebaeok đến một căn phòng kế bên. Đợi đến khi phó cục trưởng cục quản lý đến nơi, đội tìm kiếm đặc biệt đã giao Sebaeok cho phó cục trưởng. Ngày hôm sau, Seha và Elgin hai người đi đến hỏi Sebaeok, hỏi cô tại sao lại xuất hiện tại hiện trường xảy ra vụ án. Hóa ra, trước khi bà chủ bị giết hại đã gọi điện thoại cho Sebaeok và nói với cô hành động của hung thủ ở trên lầu 2. Sebaeok không biết đội tìm kiếm đặc biệt đang mai phục ở gần đó, vậy nên cô mới nhanh chóng đi đến hiện trường, nhưng cô vẫn đến muộn một bước. Bà chủ quán vẫn bị hung thủ sát hại một cách tàn nhẫn. Chuyện này khiến Sebaeok vô cùng tức giận. Cô muốn đám người Seha cho cô một lời giải thích, bởi vì cô cảm thấy là mục đích của đội tìm kiếm đặc biệt không phải là bắt được hung thủ, mà dùng anh ta làm mồi nhử để dụ bóng ma xuất hiện. Lúc này, một đồng nghiệp khác của Seha đi vào thay ca với Elgin. Seha tiếp tục nói rằng cục quản lý không có nghĩa vụ phải cho cô một lời giải thích thuyết phục. Nếu như Sebaeok còn tự ý hành động, vẫn tiếp tục can thiệp vào những hành động liên quan đến bóng ma, cô sẽ bị cắt chức không còn là một thám tử nữa. Hơn nữa còn thêm một câu nữa dặn dò cô. Sau đó, cuối cùng Sebaeok cũng được thả ra. Trên xe khi về nhà, cô muốn tìm kiếm thông tin về vụ án bà chủ tối qua bị giết hại, nhưng đội tìm kiếm đặc biệt không hề báo cáo về vụ án này. Sebaeok lại đi đến hiện trường xảy ra vụ án. Sau khi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, cô biết tin bà chủ và thành viên đội tìm kiếm đặc biệt và hướng tối qua xe cứu thương đưa nạn nhân đi. Một bên khác, phó cục trưởng sắp xếp cho bọn họ công việc điều tra tiếp theo. 편의점 살인용이자 김만옥이 어제 송재역에서 19시 28분 출발한 상행선에 탑승했어. 이 열차 바닥에서 김만옥한테 붙였던 위치 추적 장치가 발견됐어. 어디서 내려서 어디로 갔는지 몰라. 수도권 지하철 모든 역사 CCTV 확보하고 관제센터 연결해서 게이트 전부의 얼굴 인식 프로그램 돌려. 특수대도 CCTV에 매달릴 게 뻔하니까 우리가 먼저 찾자. 예. Sau đó bọn họ bắt đầu làm việc, mà trong giờ phút này hung thủ vẫn đang bị nhốt ở bên trong đường hầm. Anh ta giơ điện thoại cao lên để tìm kiếm tín hiệu. Sau khi anh tìm thấy tín hiệu, tôi còn tưởng anh ta sẽ lập tức gọi điện thoại cầu cứu, nhưng anh ta lại lên mạng tìm kiếm đủ các loại đồ ăn ngon. Lúc này điện thoại cũng thông báo là pin của anh sắp hết. Khi anh cảm thấy thất vọng ngồi xuống đất, anh phát hiện ra thứ có thể khiến anh thoát khỏi sự giam cầm. Thời gian bị đảo ngược, thời gian quay lại lúc 10 phút trước, mà hung thủ lại một lần nữa bị nhốt ở trong đường hầm. Một bên khác, Sebaeok bởi vì lần trước nhúng tay vào vụ của bóng ma, vậy nên bị cục trưởng chuyển công tác đến nơi khác. Sebaeok nghe được tin này vô cùng bất lực, đột nhiên không còn tâm tình đi làm, vậy nên cô nộp đơn xin nghỉ phép rồi rời khỏi sở cảnh sát và đi đến một bệnh viện. Khi cô hỏi bác sĩ về thành viên đội đặc vụ bị hại, bác sĩ giữ mồm giữ miệng không tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Lúc này, Seha cũng đi đến đây, anh kéo Sebaeok sang một bên, tự mình đi hỏi thăm về tình hình của thành viên đội đặc vụ. Mới đầu bác sĩ không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì, nhưng khi Seha nói anh cũng là nhân viên của cục quản lý, bác sĩ mới tiết lộ những thông tin mà anh nắm được. Hơn nữa từ chỗ của bác sĩ Seha còn biết, thành viên của đội đặc vụ cũng bị một loại điện cực mạnh nào đó làm tổn thương. Lần này cuối cùng cũng làm rõ, bóng ma cũng có liên quan đến vụ án lần này. Sau đó, anh và Sebaeok đi vào thang máy rời khỏi bệnh viện. Trước khi Seha rời đi, anh nói cho Sebaeok thời gian và địa điểm tối qua hung thủ mất tích. Hơn nữa anh còn nói với Sebaeok, cho đến hiện tại, trong số người đã từng gặp bóng ma, cô là người duy nhất vẫn còn sống. Chuyện này khiến Sebaeok càng thêm thắc mắc, tại sao bóng ma lại nương tay với cô, không giết cô như những người khác. Một bên khác, phó cục trưởng đang gọi video với cục trưởng. Phó cục trưởng nói rằng, bà muốn bắt được bóng ma trước khi bà nghỉ hưu. Đây là lý do khiến bà kiên trì trong suốt 24 năm qua. Hai người thống nhất ý kiến với nhau, sau này phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bắt bóng ma. Đợi đến khi bắt được bóng ma, cục trưởng nói khi đó ông có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà. 그리드 창시자를 만난다. 그럼 꼭 물어보긴 해야겠어. 시간 이동은 어떻게 가능한가? 미래는 어떻게 변하는가?
또? 왜 꼭 청소부를 죽여야 했을까요? 무슨 소용이 있다고? 그거야말로. Sau đó, trong đầu của Phó Cục trưởng nhớ lại hình ảnh bố của Seha bị giết vào năm 1997. Cô là người đầu tiên đến hiện trường vụ án, mà chàng trai ở trước mặt cô chính là cậu con trai của người bảo vệ. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nhớ ra tên của cậu bé đó là gì. Vậy nên, cô chuẩn bị tìm cho ra cậu bé đó. Nhưng cô không thể nào ngờ rằng, cậu bé năm đó chính là Seha bây giờ. Đây là một ông bảo vệ nhỏ bé tầm thường, nhưng ông không biết rằng tử thần đang đến gần ông. Buổi tối khi ông tan làm, ông dắt theo con trai mình chuẩn bị về nhà. Ông bị một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong không trung giết chết. Cứ như vậy, bóng ma đó dùng phương thức rất tàn nhẫn ở trước mặt đứa trẻ giết chết bố của nó. Từ ngày vụ án xảy ra đến nay đã là 24 năm rồi. Phó cục trưởng của cục quản lý nhớ lại vụ án năm đó người bảo vệ bị giết, nhớ lại ánh mắt sợ hãi và vô vọng của cậu bé. Đột nhiên bà thấy rất đau lòng. Vậy nên, phó cục trưởng đến đồn cảnh sát của khu vực đó điều tra về thông tin của đứa bé. Nhân viên quản lý hộ khẩu nói với bà, cậu bé đó là do người bảo vệ ấy nhận về nuôi. Từ năm 1997 sau khi người bảo vệ ấy bị giết hại thì cậu bé đó cũng mất tích theo cho đến tận năm 2015 vì không thể nào liên lạc được với cậu bé đó. Vậy nên các bộ phận liên quan đã xử lý hồ sơ của cậu như người đã mất, nhưng mẹ nuôi của cậu vẫn còn. Nhân viên quản lý gợi ý cho phó cục trưởng có thể tìm mẹ nuôi của cậu, biết đâu sẽ tìm được tin tức của cậu. Mà một bên khác, Elgin đang điều tra về tin tức Sebayeok bị điều đi. Một màn này vừa đúng bị Seha nhìn thấy. Elgin vội vã rời khỏi phòng làm việc. Seha cũng vội vã mở máy tính vào hệ thống quản lý và tìm được tài liệu về việc Sebayeok bị chuyển đi. Sebayeok bị chuyển đi khiến Seha rất áy náy. Vậy nên Seha gọi điện thoại cho Sebayeok và hẹn cô sau khi tan làm sẽ gặp nhau nói chuyện. Sau đó, Seha lại gọi điện thoại cho người điều dưỡng ở nhà mình, hy vọng người đó chăm mẹ anh lâu hơn một chút, đợi đến khi anh về rồi hẳn đi. Nhưng điều dưỡng nói hôm nay mình có việc bận, giúp Seha kiếm điều dưỡng khác đến thay mình. Seha cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau đó, Seha tan ca đi đến trước cửa nơi làm việc của Sebayeok. Anh nhìn thấy Sebayeok và Elgin đang nói chuyện với nhau. Sebayeok cũng không biết hai người họ có quan hệ gì, vậy nên anh không đến làm phiền hai người họ, chỉ nhắn một tin nhắn nói với Sebayeok hôm nay anh có việc đột xuất hẹn cô hôm khác. Mà mục đích lần này Elgin tìm Sebayeok là muốn Sebayeok đừng nhúng tay vào chuyện bóng ma nữa, bởi vì trước đây bọn họ là vợ chồng, vậy nên anh mới đặc biệt đến đây nhắc nhở cô. Nhưng Sebayeok kiên cường đâu dễ đồng ý như thế. 그래서 너 가만두기로 했잖아. 어떻게 내 일까지 그래? Xem ra cô thực sự quyết định theo vụ này đến cùng. Một bên khác, lúc Seha mới về đến nhà, điều dưỡng tạm thời đột nhiên đi từ trong nhà ra. Seha chủ động chào hỏi điều dưỡng mới, nhưng điều dưỡng liên tục cúi đầu không lên tiếng. Dáng vẻ của cô như không muốn Seha nhìn thấy mặt mình. Lúc đó Seha cũng không nghĩ nhiều, rất khách sáo tiễn nhân viên điều dưỡng đó. Nhưng khi anh mới đi đến cửa phòng của mẹ, đột nhiên cảm thấy điều dưỡng lúc nãy có gì bất thường. Mà người điều dưỡng mới ra khỏi nhà chính là bóng ma bí ẩn đó. Tại sao cô lại giả dạng làm điều dưỡng đến nhà của Seha? Lẽ nào cô ta có quan hệ gì đó với Seha sao? Tình tiết của bộ phim sau này sẽ phát triển như thế nào? Đăng ký kênh của tôi để tiếp tục đón xem tập tiếp theo nhé.